Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái này là em mới được chồng em một cái khóa 2-3 điều rồi trong một tuần trước. Và em về em sử dụng cái đá mà thầy này em thấy rất là hiệu quả. Nhưng mà cái chân của em thì là đầu gối chắc là em bị thừa ki, cho nên là cái đầu gối có cái không đau lắm, nhưng mà cái chất dịch của đầu gối là nó bị dày, và em làm các phương pháp là chưa thấy được này. Thầy thầy chỉ giúp em. Anh ngồi xuống đứng dậy rồi sao? Ngồi xuống đứng dậy thì nó không có đau, nhưng không đau nhiều lắm ạ. À mà cũng thoải mái đâu có gì đâu. Vâng. Bây giờ cái chất của đầu gối là nó bị dày đấy. Biết rồi. Vâng. Rồi. Các thầy và các đồng nghiệp thì đến đây. Em thì bị cái bệnh suy tim mạch, em bị liên từ cuối năm 2013. Nhưng mà bây giờ cái chân đi thì giờ nó từ đây là số là thứ nhất của nó nhức bằng mình đi độ lâu thì nó phù hai cái chân nó phù to lên. Ví dụ như nó phải đau ngồi lên một lúc thì em phải quay chân lên không để lâu thở, cứ một lúc thở hai cái chân nó cản chính, nó nhức nó cản ở trong em một cái hai chân để giữ từ sau bắt đầu khoảng nửa tiếng thì lại khác này, tối này nó phù được. Nghe bây giờ ngồi xuống đứng dậy. Em ngồi từ lúc thôi là bắt đầu quanh chân lên. Rồi, okay. Sau rồi hạ xuống quanh chân lên nhức. Nó nhức hai cái hông chân này, sau nó phủ cái chân. Cô quê năm nay bao tuổi cô? Mà nó ngủ thì nó cứ hát một hơi lưng ra. Em không biết làm thế nào, em lấy ngay hòn đá các cô cho bà em cho vào lưng nó. Tháng ba tôi là một trong những thế. Tôi muốn là tới đây thì thầy Châu, thầy Thăng và thầy Tuấn cố gắng đến chỗ khu vực tôi một chút, hoặc là tôi sẽ báo cáo với công đoàn của Bộ Tư pháp, tôi sẽ thưa gửi để xem là các bác nói chuyện. Em từ Tết đến giờ phải nói đau cái đầu gối này, không xuống này, thế mà coi có cái chân này này. Giới chiều rồi. Ngồi xuống đứng dậy coi. Ngồi xuống đứng dậy coi. Đi tham khảo sức khỏe. Đi qua một cái bệnh viện cho nên không có cái bồi kia nhé, chỉ một lúc thì em phải chân lên. Cô để cho chú phù đau chân và qua giờ thì thấy nó nhẹ bây giờ á. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy coi, lùi ra sao coi. Hơi đau luôn. Vâng ạ. Tôi bị đau hai cái đầu gối, đặc biệt là gối phải, nó bị tràn dịch cái khớp gối và sưng do lúc trước là mình tập luyện nhiều quá mà sang chân nó bị tai nạn. Khớp gối à, xong rồi em cũng điều trị liền luôn, gần coi như không đau một cái nào nữa. Em muốn là em đau rất nhiều chỗ nữa, ba cái làm cái gì mà hôm nay thời gian em cảm ơn thầy, cái đại đại em đang thầy Châu cùng bác
nói về cái là trước đây thì là em bị đau khớp gối thì em có bị viêm ở bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ rượu yên hay hay yên hay nói là cứ chống tiết ra thì bây giờ em lại đau lại. Thì hôm nay em đến em biết lớp học đây thì em đã đăng ký lớp học để thực sự vậy và em xong rồi điều chỉnh bác sĩ có làm được khớp gối cho em thì em cảm thấy là hai chân em có thấy nó thoải mái lắm ạ. Không thoải mái mà trước đó nó cũng đau nhưng mà sau khi bác làm cho em thấy chân nó đi lại nó thoải mái nó không còn một cái nút bớt nữa, nó đỡ đau. Thì em rất cảm ơn bác sĩ đã tổ chức cái lớp học này và em sẽ cố gắng để theo để nhân cái trong sức khỏe bản thân mình và người nhà người và biết ơn cả em cảm ơn tất cả các bác sĩ ở đây. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.